Ở cô chú chị có thể thấy ha, cái khu vực này rất là đông vui và nhộn nhịp đó ha. Giờ này là giờ các cha mẹ đón học sinh về và giờ tan trường anh chị ha. Ở bên này là trường cấp 1 này và trường mầm non và cấp 2, cấp 3 đều ở đây anh chị ha. Đó, nói chung là chỗ ngay Điền An đứng đây là ngay vị trí trung tâm của xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu ha. À, dường như là trung tâm hành chính và cả chợ đò, trường học các cấp đều tập trung lại ở đây ha. À, và điện máy xanh thì lên đây chút xíu thôi. Và những tiệm thuốc tây lớn, Phật Ma City này kia ha, ở nằm đầu kia. À, ngay vị trí em Điền đang đứng đây là ở ngay ngã tư xã Xuyên Mộc, hay được gọi là chợ Xuyên Mộc anh chị ha. Bên này là chợ anh chị. Đó. Sở dĩ em Điền quay cái giờ này thì mục đích để cho cô chú chị có thể hình dung được cái khu đất mà anh Điền chuẩn bị review tới đây ha. À, dân cư sinh sống và sầm uất như thế nào. Đó, rất là đông ha. Chợ này cũng tương đối là lớn anh chị nha. Chợ Xuyên Mộc này tương đối là lớn. Đó. Thì sẵn đây em Điền cũng sẽ giới thiệu tới cô chú chị một cái bất động sản rất là gần đây, cách cung đường này, tỉnh lộ 329 này khoảng 200m chưa tới anh chị. Đó, và rất là gần chợ luôn, cũng như là vị trí đất ra tỉnh lộ coi như là cũng như gặp chợ luôn anh chị. Đó, cũng rất là gần anh chị. Đó, rồi bây giờ em Điền sẽ mời cô chú chị đi theo chân em Điền đi tới được bất động sản đó nha. Đó, bất động sản mình thì có rất là nhiều hướng đi anh chị, hướng này cũng được ha, hướng đầu này cũng được và hướng đầu này cũng được, rất là nhiều hướng đi. Đó, bất động sản mình thì thông thương anh chị ha. Nói trước cái bất động sản của mình, bất động sản mình thì đang có diện tích là 5 và sâu là 29m và có sẵn 80 thổ cư anh chị ha. Bất động sản mình thì đang là sổ riêng đất sạch anh chị. Anh chị có thể thấy ha, dân cư tương đối là sầm uất. Kinh doanh buôn bán rất là nhiều. Nói chung là mình vị trí bất động sản mình đi bộ vài bước chân thôi là tới ngay chỗ trung tâm này rồi. Đó. Tới ngã tư mình sẽ có một cái hẻm bên này ha. Và cái đường này thì đường ô tô anh chị. Đó. Ngay bên hông Bách Hóa Xanh ha, đi vào. Đó. Đó, nói chung là ô tô đi nha anh chị, đường thông thương. Đây, đường bê tông rộng khoảng là 4m, ô tô đi thì chỉ né nhau được xe máy thôi chứ không né nhau với ô tô được. Đó, khu dân cư nè cô chú chị có thể thấy sang sát luôn ha. Đó. Cô. Dạ con quay đất á cô ạ. Đây, vị trí bây giờ em Điền hồi nãy em đi hướng này đi vô ha. Đây là vị trí bất động sản của mình rồi. Đó. Đây bất động sản mình thì trước là có một cái căn nhà cấp 4 nhưng mà đập đi rồi ha. Rồi. Bám theo mặt tiền đường này ha. Từ bên này, từ đây ha. Qua bên này là 5m và sâu vào trong là tới rào kia luôn là 29m và có sẵn là 80 thổ cư rồi anh chị. Đường này thì mình sẽ thông ra lại ngoài đường nhựa đầu kia. Đó. Ra ngã ba đầu kia là ngoài đường nhựa đó anh chị. Đó, đường nhựa đó mình rẽ bên tay phải mình đi ra đường Phước Tân Hội Bài cũng như là đi thông ra đường Suối Rau anh chị ha. Còn rẽ trái mình sẽ đi vào khu dân cư. Đó. Cô chú vậy anh chị có thể thấy hình dung được ha. Dân cư ở đây là sang sát luôn, sầm uất luôn anh chị ha. Đó. Đi ra chợ Xuyên Mộc thì khoảng vài trăm mét mình đi vài bước chân ha. Là tới được chợ và cũng như là trung tâm hành chính ha, trạm xá, y tế này kia, đầy đủ tất cả mọi thứ ha. Đó, vị trí ngay trung tâm. Em Điền cũng xin được báo giá bất động sản của mình luôn ha. Tổng bất động sản mình thì đang cần bán là 780 triệu anh chị. Đó, một cái con số rất là rẻ. Đó, mà chưa tới 800 triệu mà cô chú chị có thể sở hữu được bất động sản nằm ngay vị trí trung tâm luôn. Đó, đi xuống biển Hồ Tràm thì cách biển Hồ Tràm khoảng 15 km ha. Nói chung là với số tiền này mình có thể mua và
xây một cái căn nhà ha. Có thể cuối tuần mình về chơi, có chơi cái chỗ để ở lại này kia, rồi mình đi xuống biển Hồ Tràm mình đi du lịch này kia ha. Đó. Và hoặc là anh chị nào mà mới cưới ha, vợ chồng son mới cưới thì có một cái vốn liếng nhỏ nhỏ muốn mua bất động sản dưới tỷ và xây nhà cất lên, rất là thích hợp luôn anh chị ha. Ở vị trí ngay trung tâm, ra chợ cũng gần đó. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này liên hệ em đi nha, em đi sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất động sản này. Em đi cũng xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú chị những clip sau của em đi ha.